Xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay tiếp tục lên cho các bác nhiều cái giò lan nó đẹp đẹp chút này. Đây là cái giò cáo đỏ nhá các bác nhá. Cái cáo đỏ này, cái mẹ này thì nó phân nhánh như này các bác này. Đây này, phân hai nhánh nhá. Cái không biết là trên là nó có phân nhánh nữa không nhưng mà nó bị gãy mất rồi. Đấy, em lấy của dân về đây. Phân nhánh đây nhá các bác nhá, hai nhánh này. Đấy nó vẫn còn đây nhá. Cáo đỏ chót nhá. Mã số 1 này các bác này. Mã số 1 của em có giá là 550.000 nhá. 550.000. Hai cây con nữa nhá, hai cây con này. Đấy. 550.000 cho mã số 1. Đấy. Cái này thì tạm thời thấy có phân có một nhánh nhá các bác nhá. Phân một nhánh này. Cái này hoa nó tương đối dài đấy nhưng mà nó bị gãy mất trên rồi, không biết là trên nó còn cái nhánh nào nữa không. Đấy. Cho mã số 1. Mã số 2 này các bác này, một cây cáo nguyên bản này. Một cây cáo nguyên bản nhá. Mã số 2 150.000. 150.000 cho mã số 2 cáo nguyên bản. Mã số 3 này các bác này. Mã số 3 này. Đấy. Hai cây cáo rất là đẹp nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, hai cây cáo. Mã số 3 của em có giá là 350.000 nhá. 350.000. Cho mã số 3. Đấy. 350.000. Cho mã số 3. Mã số 4 này các bác này, cáo này. Cáo đỏ này các bác này, nguyên bản nhá. Đấy, nguyên bản. Khúc gỗ nguyên bản này các bác này, hai cây nguyên bản. Đấy, đẹp như này nhá. Cáo này, hai cây cáo đỏ nguyên bản đấy, nguyên bản đây này các bác này. Đấy, đây, gỗ nguyên bản ốp vào trong này nhá các bác nhá. Hai cây. Đấy, cái cây cáo đỏ chót này các bác, thân đỏ chót này. Cái này thì nó hơi bị lỗi mất một cái lá này các bác nhá. Nó hơi bị lỗi. Nó bị con gì nó ăn mất một bên này nhá. Đấy. Nó lỗi cũng nhẹ thôi không phải ấy. Đấy, nguyên bản. Mã số 4 của em. Mã số 4 nha các bác nhá. Cũng 350.000, cũng 350.000 cho mã số 4. Mã số 5 này các bác này, tam bảo sắc này. Ba cây như này nhá. Mã số 5 của em có giá là 180.000 nhá. 180.000. Ba cây về các bác chơi tiểu cảnh. Ta mà sắc lai châu thì hoa nó trắng tím. 180.000 cho mã số 5. Đấy. Mã số 6 này các bác này, ta mở sắc tiếp này. Đẹp chưa? Đấy. Ta mở sắc hoa cực kỳ thơm nhé. Mã số 6 của em có giá là 250.000 nhá. 250.000 cho mã số 6. Dòng này hoa rất là thơm các bác, chăm lâu năm nên cây nó to, nó cực kỳ đẹp luôn. 250.000 cho mã số 6. Ta mở sắc lai châu năm vừa rồi hoa dày đặc, năm vừa rồi hoa rất là nhiều các bác này. Những cái vòi hoa của nó đây, vòi hoa rất là nhiều luôn, hoa cực kỳ thơm. 250.000 cho mã số 6. Mã số 7 này các bác này, một giò tam màu sắc rất là đẹp này. Đấy. Như này nhá, đây này, chất cây rất là đẹp. Đấy. Mã số 7 của em có giá là 350.000. 350.000 cho mã số 7. Rất là đẹp này các bác này. Đấy, một giò như này, đây. Đấy, quay ngang quay dọc cho các bác nhìn cho nó kỹ nhá. Độ thuần của nó thì các bác cứ yên tâm mình nhá. 350.000 cho mã số 7, hoa trắng tím cực kỳ thơm luôn. Số 8 này các bác này, một giò sơn thủy tiên to như này nhá. Đấy, sơn thủy tiên. Mã số 8 của em có giá là 400.000.
400.000. Cho mã số 8 một giỏ to như này nhá. 400.000. Cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này. Sơn thủy tiên tiếp này, giỏ đẹp như này, cầy cối rất là đẹp này các bác này. Mã số 9 của em có giá là 250.000. 250.000. Cho mã số 9 rất là đẹp này các bác này. Đấy, 250.000. Cho mã số 9 sơn thủy tiên. Mã số 10 sơn thủy tiên tiếp theo này. Đấy, cũng rất là đẹp luôn. Đến mùa hoa đảm bảo các bác ra hoa rực rỡ luôn. Mã số 10 của em cũng có giá là 250.000 nhé, cũng có giá là 250.000. Cho mã số 10. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Mã số 11 này các bác này. Một giò sóc này. Đẹp chưa? Mã số 11 của em có giá là 600.000 nhá. 600.000. Cho mã số 11. Đây nó là sóc nha các bác nhá. Đây này, trồng thuần trên một cái gỗ này. Đấy. 600.000. Cho mã số 11. Mã số 12 này. Một giò trầm rừng Điện Biên này các bác này. Đấy, thân cái trầm rừng thì thân nó ngắn thôi nhé, nó không dài đâu các bác ạ. Vì cái trầm rừng này nó ngắn này nó vẫn ra hoa bình thường nhé. Đấy, nó vẫn ra hoa bình thường. Mã số 12 120.000 nhé các bác nhé. 120.000. Cho mã số 12. Hôm nay trầm em lên nhiều nhiều tí nhé. Mấy hôm vừa rồi em lên các bác cũng chốt cũng tương đối nhiều. Mã số 13 này các bác này, vẫn là trầm rừng tiếp này. Đấy, mã số 13. Những cái cây nó ngắn ngắn nó vẫn ra hoa nhé các bác nhé. Đây này các bác này. Đấy, nó đã có cuống hoa năm ngoái này. Đây này, ngắn tí này. Ngắn tí này nó cũng có cuống hoa nhé. Đấy, cho nên là cái trầm rừng nó chỉ vậy thôi. Đấy, mà hoa rất là thơm. Mã số 13 của em có giá là 120.000. 120.000. Cho mã số 13 trầm rừng nha các bác nhé. 120.000. Cho mã số 13. Mã số 14 này các bác này. Một giò này rất là to luôn này. Trầm rừng rất là to này. Mã số 14 của em có giá là 250.000 nhé. 250.000. Cho mã số 14. Giò này rất là nhiều thân luôn đấy, không phải ít đâu các bạn. 250.000. Cho mã số 14. Mã số 15 này các bác này. Một giò kiều mỡ gà to đẹp như này này. 550.000. 550.000. Cho mã số 15. Cái này nó là kiều mỡ gà nhé các bác nhé. Nguyên rể đẹp long lanh luôn. Đấy. Cái này nở hoa thì đảm bảo các bác rực rỡ. 550.000. Cho mã số 15. Mã số 16 này các bác này. Đấy, đẹp chưa? Vẫn là kiểu mỡ gà này. Cũng 550.000. Quá là đẹp luôn. Cái này về đảm bảo các bác nở hoa đúng Tết luôn. Nở hoa đúng Tết. 550.000 cho mã số 16. Đẹp cực kỳ luôn các bác ạ. 550.000 cho mã số 16. Mã số 17 này các bác này, một giò Vanda Uyên Ương đẹp chưa này. Vanda Uyên Ương đẹp long lanh luôn. Mã số 17 của em có giá là 300.000 nhé. 300.000. Cho mã số 17 Vanda Uyên Ương. Mã số 18 này, giò kiều tím yên tử nhé. Cái này tím yên tử này. 1 thân 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thân. Mã số 18 nha các bác nhá. Mã số 18 kiều tím yên tử này. 400.000 nhá. 400.000. Cho mã số 18. Bảo hành các bác mặt hoa chuẩn yên tử luôn nhá. Mã số 19 này. Một giò châu trắng này, châu hoa trắng tinh nhá. Đấy, châu hoa trắng tinh. Mã số 19 của em có giá là 600.000 nhá. 600.000.
cho mã số 19 bảo hành các bác trâu trắng nhá. Đây này các bác này, đấy, trồng thuần trong một cái chậu này. Cho mã số 19, mã số 20 này, giò trâu rừng đang nụ nhá, đang nụ, đang bắt đầu lồi lụ rồi đấy, đang bắt đầu lồi lụ. Mã số 21 này các bác này, mã số 21 này, trâu rừng nhá, hai cây đẹp long lanh này nhá. 450.000 cho mã số 21, trâu rừng đẹp long lanh luôn, đang nụ nhá. Đấy, cái trắng trắng này là cái thuốc cái vôi nó vào nhá các bác nhá, chứ không phải là nó bị sao đâu nhá. Đấy, cho mã số 21, mã số 22 này các bác này, một giò kiều dẹt này, kiều dẹt như này nhá. Mã số 22 của em có giá là 350.000 cho mã số 22. Cái này nó là kiều dẹt này. Mã số 23 này, một giò kiều vuông lộc bắc này, to đẹp như này nhá. Mã số 23 của em có giá là 300.000. 300.000. Cho mã số 23. Đấy, một giò kiều dẹt. À, kiều vuông lộc bắc nhá các bác nhá. Cho mã số 23. Mã số 24 này, một giò đen rô 5 cánh trắng họng nhung này. Đấy. Mã số 24 của em có giá là 350.000. Cái dòng này giá nó hơi cao một chút nha các bác nhé. 350.000 cho mã số 24. Mã số 25 này các bác này, một giò đùi gà tròn rất là đẹp này, cực kỳ đẹp luôn, 550.000. 550.000 cho mã số 25. Một giò đùi gà tròn thân thủ mập ú luôn, rất là đẹp. 550.000 cho mã số 25. Giò gà đẹp thật. Mã số 26 này các bác này, giò gà tiếp này, cái này nguyên bản nhé các bác nhé. Mã số 26 của em có giá là 250.000. 250.000 cho mã số 26. Đấy, đùi gà nguyên bản này, đùi gà tròn này. Mã số 27 này các bác này, cái giò này là giò hương vali nhá, hương vali hoa nó trắng tinh nhá, dòng đột biến nhá. Đấy, mã số 27, cái này là em ươm ki nó ra thôi. Đấy, nó đang ra rất là nhiều này. Mã số 27 hương vali hoa trắng tinh nhá, bảo hành các bác hoa trắng tinh nhá. 500.000 cho mã số 27. Mã số 28 này, một giò hạc vĩ rừng Lai Châu thân mập rất là đẹp này. 300.000. 300.000 cho mã số 28. Đấy, 300.000 nha các bác nhá. Cho mã số 28, giò hạc vĩ rừng. Mã số 29 này các bác này, vẫn là hạc vĩ rừng nhá. Cái này thì rất là nhiều thân này, cũng tương đối đẹp đấy. Mã số 29 của em cũng có giá là 300.000. Cũng có giá là 300.000. Cho mã số 29. Đấy, một giò hạc vĩ này, tương đối đẹp nhá, hạc vĩ rừng nhá. Cho mã số 29. Mã số 30 này các bác này. Hai cây cáo phân nhánh đây nhá. Cây này phân nhánh này. Đấy, cây này cũng phân nhánh này nhá. Bản lá của nó thì rất là chất luôn. Cây này một mẹ một con này. Cây này một mẹ một con này. Cây bên này cũng một mẹ một con này. Cũng một mẹ một con nhá. Đây, chất cây thì các bác khỏi phải nghĩ luôn này. Đấy, chất cây các bác khỏi phải nghĩ nhá. Đấy, mã số 30 của em có giá là 1.100.000 nhá. 1.100.000. Bình quân có 550 một cây thôi, giá nó rất hợp lý nha các bác nha. 1.100.000. Đấy, cây này là hai con này các bác này, chứ không phải là một con đâu. Cây này này hai con này, còn cây bên này là một con. Cây bên này là một con.
1.100.000 nha các bác nhá. Cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này. Một giò kiều dẹt này, đẹp long lanh như này nhá. 600.000. 600.000. Cho mã số 31. Đấy, nó là kiều dẹt nha các bác nhá. 600.000. Cho mã số 31. Mã số 32 này. Mã số 32 này, đây là giò cáo này, 5 cây xếp rụt rịt đẹp long lanh nhá. Mã số 32 của em có giá là 500.000. 5 cây rất là đẹp luôn. 500.000. Cho mã số 32. Mã số 33 này các bác này. Giò Vanda Nguyên Ương tiếp này. 250.000. 250.000. Cho mã số 33. Vanda Nguyên Ương nhé các bác nhá. 250.000 cho mã số 33. Mã số 34 này. Đấy, mã số 34. Giò kiều mỡ gà nhá. 300.000. 300.000. Cho mã số 34. Một giò kiều mỡ gà rất là đẹp luôn. 300.000. Cho mã số 34. Mã số 35 này các bác này. Mã số 35. Cửu Bảo Tiên, hoa cực kỳ đẹp và thơm. Mã số 35 của em có giá là 350.000. 350.000. Hai cây rất là đẹp nhá, Cửu Bảo Tiên. Cho mã số 35. Mã số 36 này các bác này. Một giò kiều vàng này. 280.000. Kiều vàng nhé các bác nhé. 280.000. Cho mã số 36. Số 36 cũng là số cuối của em nhé. Mong được sự ủng hộ của các bác. Em xin chào tất cả các bác.